Hi, xin chào tất cả các bạn. Video này là dành cho những ai thật sự muốn nghiêm túc làm giàu từ B-Network. Bởi vì trong video này, mình sẽ trích dẫn một phương pháp vô cùng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả để đạt được mục đích của mình. Nếu bạn thật sự muốn trở nên giàu có và thay đổi cuộc sống của mình thông qua B-Network, hãy xem hết video này nha. Trước tiên, ai cũng muốn làm giàu lên từ B-Network. Vì vậy, rất nhiều người đã đặt ra mục tiêu tự do tài chính, mua được nhà, mua xe thông qua cơ hội của B-Network. Tuy nhiên, có thể thấy không phải tất cả mọi người dùng tham gia vào B đều sẽ giàu có trong tương lai. Sẽ không thể có một tỷ lệ mà bất kỳ ai tham gia vào B sẽ được tự do tài chính. Bởi vì rất nhiều lý do, như là một là chúng ta chưa biết được giá của B, chưa biết được thị trường và B có thể làm thành công đến đâu. Vì vậy mà không thể đánh giá được rằng một B sẽ có giá trị bao nhiêu. Từ đó cũng không thể biết được rằng bao nhiêu là cần cho một sự giàu có. Hoặc với lý do chủ quan, nhiều người dùng đã mất trước khi nhận được pin của mình, như từ việc thất lạc mật khẩu ví, hoặc có người bị lộ mật khẩu ví và cũng mất hết, hoặc tuồn pin ra ngoài chợ đen với giá rẻ. Vì vậy nên chắc chắn không có một tỷ lệ tuyệt đối nào rằng cứ đào pin là giàu. Mình tin pin network sẽ khiến nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải là tất cả. Và nhìn chung, thứ mọi người mong muốn ở Pi là tự do tài chính, giàu có, vân vân. Nhưng mục tiêu này là rất chung chung, bởi vì nó không có một con số cụ thể, cũng như không có một con đường để đi tới đó. Nghĩa là đơn giản là đặt ra mục tiêu, nhưng không biết con đường nào để đi tới. Sự thật là thế giới này, ai ai cũng muốn trở nên giàu có, nhưng thực tế thì chỉ có số ít đạt được mục tiêu đó. Khoảng cách giữa mục tiêu, cái mà bạn muốn, so với thực tế thì rất xa. Và khoảng cách đó là lỗ hổng khiến cho nhiều người chỉ mơ nhưng lại không thể thực hiện được. Có người mơ giấc mơ giàu có cả đời nhưng sống đến cuối đời cũng không thể thực hiện được nó. Và để hiểu rõ hơn, mình muốn chia sẻ cho các bạn một đoạn video trò chuyện của chủ tịch tập đoàn Sinh Hào, ông Nguyễn Xuân Phú, hay còn được gọi với cái tên triều mến là Sát Phú, một trong những vị cá mập trong chương trình nổi tiếng Shark Tank thương vụ bạc tỷ của Việt Nam. Thì về bản thân tôi ngày xưa là tôi cứ nhầm loạn tung bậy lên, chả hiểu chiến lược là cái gì và toàn nghe thôi, mà tôi tin rằng mọi người đây chắc cũng phải 90% là giống tôi. Đầu tiên ấy, đa phần chiến lược chúng ta nhầm với mục tiêu, đúng không ạ? Đa phần ấy là chúng ta, hoặc là chúng ta nhầm lẫn giữa mục tiêu với hành động. Tôi 100% vừa rồi là đi làm với nhân viên của mình ấy, đa phần mọi người nhầm lẫn giữa, không tách bạch được giữa mục tiêu với hành động. Đấy, phần thì nói nôm na như này, chiến lược nó chỉ có gồm 3 phần rất là đơn giản. Việc đầu tiên, giống như ta đi đâu ấy, theo chúng ta đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đấy chính là mục tiêu điểm đến. Chúng ta bảo là tôi đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cái phần thứ hai ấy, là đi Thành phố Hồ Chí Minh thì đi bằng cách nào, đi máy bay hay đi tàu hỏa hay đi bộ hay đi xe, đấy là phương tiện hay con đường chúng ta để đến cái điểm đến. Thứ ba là nếu như chúng ta đi thành bằng máy bay ấy, thì ít nhất chúng ta phải có 5 triệu tiền vé, mua đủ tiền mua cái vé đó, đấy là nguồn lực. Vậy thì một chiến lược hoàn chỉnh ấy là nó phải gồm đủ 3 phần đó, tức là cái đích chúng ta muốn đến là cái gì, con đường chúng ta định đi là như thế nào, và cái nguồn lực chúng ta chuẩn bị đủ để chúng ta đi được đến đích, thì đấy là một cái chiến lược. Vậy thì đa phần doanh nghiệp trước đây chúng ta chỉ làm một trong 3 cái phần đấy thôi, và dẫn đến là nó thường hay bỏ dở và chúng ta cứ nghĩ ra rất nhiều mục tiêu, đúng không ạ? Cái gì cũng muốn. Như vậy muốn một chiến lược nó thành công, chúng ta phải đủ 3 cái thành phần. Đầu tiên phải chốt cái muốn, hai là cách làm, thứ ba là cái nguồn lực. Đấy, đó là cái phần chiến lược muốn chia sẻ như vậy, để vì trước đây tôi cũng nhầm như mọi người, bây giờ mới ngộ. Qua video này các bạn có thể thấy việc đặt mục tiêu chỉ là một bước, và có rất nhiều người muốn cái này cái kia nhưng chỉ dừng lại ở việc muốn chứ không cố gắng để đạt được, hoặc không có con đường để đi tới và không có nguồn lực để thực hiện. Và để đạt được mục tiêu, chúng ta cần có một chiến lược hoàn chỉnh. Như Sát Phú đã nói trong video, một chiến lược hoàn chỉnh bao gồm 3 bước. Thứ nhất là mục đích, thứ hai là con đường, và thứ ba là nguồn lực. Và nếu áp dụng nó vào B-Network thì nó sẽ như thế này. Về mục đích, đa số chúng ta sẽ đặt mục đích muốn giàu có lên từ B-Network. Vậy thì bạn muốn giàu phải biết được là bao nhiêu,
bạn cần một con số cụ thể bao nhiêu tiền để giàu. Con số này phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Có người chỉ cần 1 tỷ là giàu, nhưng có người phải 10 tỷ mới giàu. Bản thân chúng ta sẽ phải tự trả lời câu hỏi này. Còn với những ai có mục tiêu với bi thấp hơn, không cần thiết phải giàu có, thì cũng phải cố gắng đặt ra mục tiêu đó thật cụ thể. Vì càng cụ thể thì càng biết được chúng ta cần gì. Tóm lại, mục tiêu cần cụ thể. Sau khi đã có mục tiêu thì đó không phải là chấm hết. Đa số mọi người chỉ tập trung vào mục tiêu, nhưng quên mất hai bước quan trọng phía sau là con đường và nguồn lực. Thứ hai, về con đường, đây là phương pháp để chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Con đường đó như thế nào? Chúng ta muốn giàu có lên từ bi thông qua con đường nào? Chúng ta có thể hiểu khi chúng ta sở hữu càng nhiều bi thì cơ hội giàu có và kiếm được nhiều tiền càng cao. Nghĩa là một trong những yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải sở hữu thật nhiều bi để gia tăng cơ hội giàu có của mình. Và chúng ta có thể liệt kê vài cách sau để có thể kiếm thêm được nhiều bi. Thứ nhất là tham gia vào hệ sinh thái và kiếm thêm bi từ các hệ sinh thái đó, như việc tham gia vào World Football, BeachMore hay các ứng dụng sinh thái sắp tới. Thứ hai, bạn kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, chấp nhận thanh toán bi để kiếm thêm bi. Cách này tương tự như cách mà các nhà cung cấp trên BeachMore hoặc các nơi đồng thuận bằng bi ngoài đời thật đang làm, và cách này là một cách làm bền vững. Thứ ba là bạn trở thành trader. Hoặc là thứ tư, bạn tích lũy bi từ việc bỏ tiền mặt của mình ra mua bi sau giai đoạn open mainnet. Hoặc là các bạn có thể tuyển thêm nhiều rep hoặc chạy thêm nót. Để rồi khi gom được một số lượng bi nhiều thì chúng ta sẽ bán bi vào đúng lúc, hay còn gọi là bán bi vào thời điểm giá cao. Liệt kê ra con đường và lựa chọn cũng như là ưu tiên cho các con đường phù hợp nhất với mình. Và sau đó đến bước cuối cùng là nguồn lực. Chúng ta đã biết mục tiêu mình muốn, biết con đường mà mình sẽ đi, thì bây giờ phải xác định xem mình cần bao nhiêu nguồn lực và cần những nguồn lực nào. Nguồn lực ở đây là những gì bạn có để có thể đạt được cái mục đích cuối cùng. Ví dụ như, nếu như bạn chọn con đường tuyển thêm nhiều rep và chạy nót, thì bạn cần phải có mối quan hệ rộng để tuyển rep. Còn với việc chạy nót thì bạn cần có nguồn lực ở đây là tiền để có thể mua nót. Còn nếu như bạn lựa chọn việc kinh doanh hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, chấp nhận thanh toán bi ngoài đời thật hoặc trên các sàn thương mại điện tử, thì bạn cần có những loại hàng hóa, bạn cần có những hàng hóa hoặc dịch vụ để cung cấp cho người dùng. Ví dụ, bạn có một cửa hàng ăn uống thì nguồn lực của bạn chính là cửa hàng đó chấp nhận thanh toán bằng bi. Hoặc nếu như chọn cách trở thành một trader thì bạn cần phải học hỏi từ thị trường, biết cách đọc biểu đồ, cảm nhận được thị trường. Còn đối với việc tích trữ từ việc bỏ tiền ra mua bi thì nguồn lực ở đây rất đơn giản, bạn cần rất nhiều tiền. Với mỗi con đường chúng ta đều có những nguồn lực khác nhau, và hãy tự lựa chọn con đường và nguồn lực nào phù hợp với mình, và sau đó là quyết tâm thực hiện nó. Và chỉ khi đó thì đó mới là một chiến lược hoàn chỉnh để đạt được mục tiêu là trở nên giàu có với Bi Network. Hãy nhìn vào Bi có team để đạt được mọi thứ như bây giờ. Họ đã lập kế hoạch và chiến lược rõ ràng, thực hiện nó từng bước một. Những năm đầu tiên, họ bắt đầu phát triển về số lượng người dùng. Khi số lượng người dùng đạt hơn 10 triệu người, họ bắt đầu tập trung vào ứng dụng KIC. Và sau khi ứng dụng KIC hoàn chỉnh, họ tập trung vào việc di chuyển Bi về ví cho người dùng và xây dựng liên hệ sinh thái. Mỗi quá trình đều có những kế hoạch rõ ràng để ưu tiên cho những phần quan trọng nhất. Và Bi Network đạt được những thành tựu như bây giờ là nhờ việc họ kiên định với mục tiêu của mình, xác định được con đường mình muốn đi và có đủ nguồn lực để đạt được mục tiêu đó. Bi Network đã bước qua năm thứ 5 và vẫn đang ở trong giai đoạn mannequin. Và điều đó đồng nghĩa với việc không có sự thành công nào là dễ dàng hay nhanh chóng cả. Vì vậy mà mỗi pioneer, nếu bạn có ý định mong muốn giàu lên từ Bi, thì không chỉ nên ngồi dự đoán giá Bi không, hay chỉ đọc những thông tin thiếu chính thống, những thuyết âm mưu, mà chúng ta cần phải nhìn vào thực tế, là phải tự mình học tập, lập kế hoạch, trang bị cho mình những kiến thức, đặt mục tiêu riêng và cố gắng đạt được nó. Chỉ cần chúng ta chịu khó học hỏi, biết được mình đang thiếu gì và sau đó bổ sung nó, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Và đó là toàn bộ video ngày hôm nay. Còn bạn thì có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Còn bây giờ, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.